Thưa quý vị, giữa bối cảnh cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine đã kéo dài sang ngày thứ hai. Theo giới quan sát phương Tây, quân đội Ukraine đang tung lực lượng dự bị cuối cùng vào cuộc tấn công đầy cam go này. Và có thể họ đang ném số binh lính dự trữ ít ỏi của mình vào một cuộc tấn công biên giới có nguy cơ thất bại. Chi tiết ra sao? Mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo bình luận của nhà báo David X trên tờ Forbes của Mỹ, nhiều lần kể từ khi Nga mở rộng cuộc chiến chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Ukraine và đồng minh đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công ngắn hạn và mang tính chỉnh diễn. Các cuộc tấn công mạo hiểm này chưa bao giờ đạt được nhiều thành quả ngoài việc hạ thấp uy tín của các chỉ huy Nga. Thông tin của ông David S. cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá khu vực Nikolavo, Dariino và Olesnia, ít nhất hai lữ đoàn quân đội Nga đã tận dụng một khoảng trống trong phòng thủ quanh làng Sút thuộc tỉnh Kursk bên phía Nga của biên giới phía bắc Ukraine. Một ngày sau, hàng trăm binh sĩ Ukraine từ lữ đoàn cơ giới 22 và 88 được hỗ trợ bởi pháo binh, máy bay không người lái và phòng không đã tiến sâu vào khoảng 10 dặm vào miền nam nước Nga, đánh bại các lực lượng Nga địa phương và chiếm được Sút cùng với một số làng khác. Theo ông David, Cuộc tấn công vào vùng Kurs lần này là một thành tích ấn tượng đối với một quân đội đã phòng thủ suốt cả năm và đã gặp khó khăn trong việc huy động đủ nhân lực để chống lại các cuộc tấn công không ngừng của Nga trên toàn tuyến mặt trận ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine không thể bố trí đầy đủ nhân lực cho các lữ đoàn bảo vệ các thị trấn ở tuyến đầu phía đông với những hậu quả nghiêm trọng cho kỳ ép trong việc giữ vững các vùng đất cuối cùng của tỉnh Donetsk mà Ukraine vẫn đang kiểm soát. Thế nhưng họ đã phân bổ hai lữ đoàn hoặc hơn cho cuộc tấn công rút ra và cho rằng những lợi ích tiềm năng từ cuộc tấn công này xứng đáng với cái giá có thể phải trả. Ông John Helin, một chuyên gia về Ukraine, thuộc nhóm phân tích Blackbird Group của Phần Lan cho biết, tôi vẫn không chắc mục tiêu ở đây là gì. Theo các báo cáo không đáng tin cậy, Ukraine đã tập trung các yếu tố từ 2 đến 4 lữ đoàn trong khu vực. Những lữ đoàn này đang rất cần ở phía đông có thể mục tiêu của ukraine là phân tán lực lượng nga khi tham mưu trưởng quân đội ukraine tại kiev tin rằng một cuộc tấn công từ phía bắc của ukraine có thể khiến kremlin phải chuyển quân ra khỏi miền đông ukraine để ngăn chặn từ đó làm chậm các bước tiến của nga trên mặt trận đó nếu nhóm lực lượng nga ở phía bắc có thể ngăn chặn bước tiến của ukraine mà không mượn trung đoàn từ phía đông kế hoạch mạo hiểm của ukraine sẽ thất bại nhưng tác giả cũng đặt ra giả thiết có thể cuộc tấn công của ukraine không phải là một chiến lược phân tán mà là một nỗ lực nghiêm túc để chiếm giữ và giữ vững lãnh thổ nga trong trường hợp đó mục tiêu cuối cùng có thể là ngoại giao Giới quan sát cho biết, việc chiếm giữ ngay cả một phần nhỏ của Nga sẽ đặt Ukraine vào vị trí, có thể đổi lấy các phần của Ukraine đã sát nhập vào Nga nếu đàm phán diễn ra. Sau khi buộc Nga phải phản ứng ở Kursk, Ukraine có thể cố gắng tấn công ở nơi khác nữa nếu còn lực lượng dự trữ. Nhà báo Ekenin Balakin của hãng thông tấn Ria Novosti bình luận, nếu chúng ta coi các hành động quân sự ở khu vực Kursk là một đòn nghi binh trước cuộc tấn công sắp xảy ra ở Zaporizhia, do đó, những hành động táo bạo và liều lĩnh mà Kiev thực hiện cùng lúc theo ba hướng, chiến tranh, chính trị và địa chính trị không phải là không có ý nghĩa, mà còn bộc lộ vị thế chiến lược tầm thường mà nước này đang nắm giữ, mà trận trải dài, nhu cầu nhân lực thường xuyên, sự phụ thuộc của tình hình trong nước và những ưu đãi trong chính sách đối ngoại, tất cả những điều này sẽ khiến Ukraine trả giá bằng sự kết thúc. Dù chiến lược của Ukraine ở phía Bắc là gì, rủi ro vẫn như nhau, Ông Rob Lee, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia giải thích rằng các chỉ huy Ukraine chỉ có lực lượng hạn chế để có thể tăng cường cho các đơn vị đang bị áp lực hoặc để ngăn chặn các đột phá. Các lực lượng Ukraine đã bị kéo giãn dọc theo tuyến mặt trận dài 700 mét ở Ukraine trước khi 2, 3 hoặc 4 lữ đoàn Ukraine xâm nhập vào Nga. Bây giờ họ còn bị kéo giãn hơn nữa. Nguy cơ các đột phá thêm của Nga đang gia tăng, đặc biệt là ở phía đông. Các chỉ huy Ukraine đang mạo hiểm rằng họ có thể tấn công ở phía bắc mà không phải chịu thiệt hại nặng nề, nhưng tấn công ở các khu vực mở gần như luôn tốn kém hơn là phòng thủ từ các vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Ông lý viết các hoạt động tấn công có nguy cơ xảy ra nhiều thiệt hại hơn so với phòng thủ vào thời điểm mà các lực lượng Ukraine đã bị kéo giãn. Tin tốt cho các lữ đoàn Ukraine ở Kursk là họ đang có lợi thế khi đã bắn hạ hai trực thăng Nga, tiêu diệt các xe tăng Nga và bắt giữ nhiều lính Nga, gây nên một vài sự hỗn loạn. Nhưng điều đó có thể thay đổi khi người Nga trao đổi không gian để lấy thời gian và đưa thêm lực lượng bổ sung. So với một năm trước, Nga có lực lượng lớn hơn, khả năng chiến đấu thông thường tốt hơn trong khu vực, chỉ huy và kiểm soát tốt hơn và họ có các đơn vị nghĩa vụ có thể được triển khai, những đơn vị chưa được sử dụng ở Ukraine. Tất cả những gì các quan sát viên bên ngoài có thể làm ngay bây giờ là theo dõi và chờ đợi, có thể với một cuộc tấn công táo bạo và mạo hiểm, người Ukraine đang thay đổi cục diện của cuộc chiến dọc theo một mặt trận, hoặc có thể họ đang ném binh lính dự trữ ít ỏi của mình vào một cuộc tấn công biên giới có nguy cơ thất bại. Chuyên gia John Haley chia sẻ, hy vọng Ukraine có một ý tưởng rõ ràng về các mục tiêu của hoạt động này và hy vọng những mục tiêu đó cũng có thể đạt được cả về mặt chính trị lẫn quân sự. Như hiện tại, tôi vẫn cảm thấy như Ukraine đang đánh cược với mức cược cao trong khi đang cực kỳ bất lợi. Thưa quý vị, trước những diễn biến nóng tại vùng biên giới ngày 7 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tầm một cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Tại đây, ông Putin tuyên bố Ukraine đã thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất chống lại Nga. Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đang tiến hành bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả vũ khí tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương. Tổng thống cho biết, ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng và các bộ phận chính phủ liên quan khác báo cáo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền thống đốc Andrei Simonov và đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền khu vực Kursk để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp. Cũng trong cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã cam kết với Tổng thống Putin rằng quân đội Nga sẽ tái lập quyền kiểm soát biên giới quốc gia sau các vụ việc gần đây ở tỉnh Kursk. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, với sự hỗ trợ của đơn vị tăng cường, không kích, tên lửa, lực lượng tên lửa và hỏa lực pháo binh, lực lượng an ninh biên giới nước này đã ngăn chặn thành công bước tiến của quân Ukraine. Khoảng 315 binh lính Ukraine thương vong trong cuộc tấn công, với ít nhất 100 binh sĩ thiệt mạng và 215 người bị thương. Ông Valery Gerasimov thông tin thêm, Ukraine thiệt hại 54 xe bọc thép, trong đó có 7 xe tăng. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk ở miền trung nước Nga là hành động khủng bố nhắm vào dân thường. Phát biểu trên đài phát thanh Sputnik của Nga, bà Zakharova chỉ trích đây tiếp tục là một hành động khủng bố khác của Ukraine, rõ ràng nó nhắm vào dân thường cũng như các khu vực dân cư đang sinh sống yên bình. Cuộc đột kích của quân đội Ukraine đã khiến 24 dân thường ở khu vực Kursk, trong đó có 6 trẻ em bị thương. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào xe cấp cứu đã giết chết một nhân viên y tế. Tất cả những tội ác đẫm máu này diễn ra trong bối cảnh phương Tây im lặng đầy hoài nghi, vốn tiếp tục che đậy cho những con rối ở Kiev. Tất cả những điều này chỉ củng cố thêm cảm giác không bị trừng phạt của những kẻ theo chủ nghĩa quốc xã mới ở Ukraine, những kẻ tự tin có thể thoát khỏi sự trừng phạt với bất kỳ hành động tàn bạo nào. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế không đứng sang một bên và lên án mạnh mẽ các hành động tội ác của chế độ Kiev. Bà Zakharova cảnh báo, không tội phạm nào có thể thoát khỏi hình phạt, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dựa trên bằng chứng từ Ủy ban Điều tra Nga, xây dựng dự án Nga, tiếp tục tuyên án những tên tân phát xít Ukraine đã phạm tội nghiêm trọng chống lại dân thường. Mặt khác, bà cũng cáo buộc rằng chính quyền Kiev đang tấn công khu vực Kursk nhằm mục tiêu giả đò thể hiện rằng họ có khả năng hoạt động trong bối cảnh năng lượng của họ liên tục thất bại tại khu vực xung đột. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt.